Những năm trước, xã Yacarang là một trong những điểm nóng về tình trạng tảo hôn. Riêng trong năm 2022, trên địa bàn xã có 14 cặp tảo hôn. Trước tình trạng đó, tháng 7 năm 2022, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ tập trung thực hiện các giải pháp, nên đến quý 1 năm 2023, tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Yacarang đã giảm đáng kể. Trên cơ sở đó cũng đã tuyên truyền, quán triệt nghị quyết tới cán bộ hội viên như là xuống tận thôn làng. Thì tới quý 1 năm 2023 đây thì tình trạng tảo hôn trên địa bàn đã giảm xuống đáng kể. Thì trên cơ sở đó cũng đã chỉ đạo cho phụ nữ phối hợp tất cả các ngành thì cũng tuyên truyền vận động và thành lập các mô hình nói không với tảo hôn trên địa bàn. Thì nhìn chung thì cơ bản thì các ngành, những người các ban ngành đoàn thể dưới thôn thì cũng đã có những cái chuyển biến và những nhận thức thay đổi tích cực trong vấn đề về tảo hôn. Thì thời gian tới thì tiếp tục cái vấn đề về truyền thông trên cơ sở là nhỏ lẻ và không được tập trung và chủ yếu là dùng cái loa đài phát thanh. Thì trước tiên là tôi cũng về cái tuyên truyền cho gia đình mình, rồi cũng như tuyên truyền cho hội viên chị em về cái tảo hôn cận huyết thống. Thì về cái tảo hôn thì phải đủ tuổi kết hôn thì mới được kết hôn. Để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các ngành địa phương trong huyện đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Huyện đoàn đã thành lập các câu lạc bộ tiền hôn nhân. Trung tâm y tế huyện đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, cân bằng giới tính, nâng cao chất lượng dân số. Các đơn vị trường học tổ chức các chương trình ngoại khóa giáo dục giới tính cho học sinh. Thực hiện đề án giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã triển khai cho 13 cơ sở hội tuyên truyền, truyền thông, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, lồng ghép vào đề án 938. Năm 2022, hội đã thành lập được 5 mô hình câu lạc bộ, gia đình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp với Phòng Dân tộc tổ chức truyền thông đề án, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thành lập thêm 3 mô hình gia đình hội viên phụ nữ nói không với tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống tại xã Yacarang, Gia Tô và Gia O. Nhìn chung năm cái mô hình đó thì thực hiện theo cái quy chế là một quý là tuyên truyền truyền thông, là cầu nối cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, truyền thông tại các cái chi hội, lồng ghép vào các cái sinh hoạt theo cái điều lệ hội. Thì cũng có nhiều cái giải pháp, một số cái giải pháp mà thực hiện để mà công tác giảm thiểu tảo hôn. Thì ví dụ như là xã Gia O tại làng dân, thì cái đồng chúng tôi cũng đi thực là đối với làng là có cái giải pháp là ký cam kết các gia đình nếu cho con em tảo hôn thì sẽ phạt 15 triệu. Thì chúng tôi cũng thấy cái giải pháp này tại làng dân xã Gia O rất là tốt. Và chúng tôi cũng đi truyền thông nhiều các cái câu lạc bộ mô hình, cũng mong muốn các câu lạc bộ mô hình của các thôn làng cũng đưa ra cái hương ước quy ước của thôn làng để mà ngày càng giảm thiểu tảo hôn nhiều hơn. Để ngăn chặn tình trạng tảo hôn, trong thời gian tới, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Yacarai nên có chế tài xử phạt nghiêm đối với những trường hợp tảo hôn. Như vậy mới có sức răn đe và giảm tình trạng tảo hôn trên địa bàn.